Sự khác nhau giữa dạy sớm và giáo dục sớm. Có rất nhiều phụ huynh đang có sự nhầm lẫn và hiểu sai về dạy sớm và giáo dục sớm. Chúng ta phải hướng đến vấn đề là giáo dục sớm. Bởi vì giáo dục sớm là một sự hiểu biết rất sâu sắc về tâm lý, về từng giai đoạn phát triển của mỗi một đứa trẻ. Từ khi đứa trẻ đó ở trong bào thai của mẹ lớn lên từ giai đoạn 0 đến 6 tuổi. Mỗi một giai đoạn sẽ có những cái tiềm năng não bộ phát triển vượt trội, và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra được cái tiềm năng đó và tạo môi trường cho các con được khám phá, được học tập, được sáng tạo đúng với lứa tuổi của mình, và từ đó tìm thấy được tình yêu, đam mê trong học tập, giúp các em phát triển một cách toàn diện. Dạy sớm ở đây rất khác so với giáo dục sớm. Nhiều bố mẹ là gì ạ? Thấy nhà hàng xóm có con là gì có khả năng nói chuyện tiếng Anh, có khả năng để đọc được sách sớm, và cứ thế về lấy một quyển sách ra và ép con mình học từ khi còn nhỏ, mà không hiểu là gì nhu cầu tâm lý của con và từng giai đoạn như thế nào. Và vô hình chung, nếu chúng ta chỉ hiểu là dạy sớm cho trẻ, chúng ta rất dễ làm cho trẻ cảm thấy áp lực, cảm thấy stress và không còn tình yêu và cái động lực khi sau này lớn lên để học tập. Nhưng có một điều rất quan trọng ở trong não bộ của một đứa trẻ, nếu như chúng ta ép các em học, và sự não bộ có sự học hỏi lẫn nhau mà khiến cho đứa trẻ này sẽ sống trung bình và làm được gì cũng cảm thấy chán nản, bởi vì cảm như mình không có khả năng làm một việc gì và luôn cảm thấy bị áp lực. Chúc cho các bố mẹ hãy tìm ra được phương pháp giáo dục sớm đúng đắn cho chính con của mình, vì mỗi đứa trẻ sinh ra là khác nhau.